Xin chào các bạn, trên tay mình đang là chiếc điện thoại Xiaomi Redmi 10C, một mẫu điện thoại giá rẻ vừa mới được Xiaomi giới thiệu. Và chiếc điện thoại này mình mua với mức giá là 3.890.000 đồng tại hệ thống FPT Shop. Và ưu điểm của chiếc điện thoại này, thứ nhất là giá rẻ, thứ hai là nó có một cái màn hình khá lớn. Các bạn thấy không, màn hình nó kích thước là 6.71 inch, rất là lớn. Và đặc biệt mình nghĩ nó rất là thích hợp với những người lớn tuổi. Và thêm một ưu điểm nữa là chiếc điện thoại này nó có dung lượng RAM 4GB, được cộng thêm 2GB lấy từ dung lượng bộ nhớ trong. Và bộ nhớ trong của nó có dung lượng lên đến 128GB, tha hồ cho các bạn sử dụng. Và một cái điểm độc đáo nữa trên chiếc điện thoại này, đó chính là cảm biến vân tay sẽ được đặt ở bên trong cụm camera, thay vì đặt ngay trên nút nguồn như là các thiết bị Xiaomi trước đây. Và điều này làm cho mình gợi nhớ lại các dòng flagship của Samsung cách đây khoảng 5-10 năm trước, là cảm biến vân tay cũng được đặt ở bên cạnh camera như thế này. Và trên tay mình là chiếc Samsung Galaxy S8. Và trong video clip này, mình sẽ cùng với các bạn trên tay chiếc điện thoại Xiaomi Redmi 10C để xem coi là với cái tầm giá dưới 4 triệu thì mình sẽ có được những gì nha các bạn. Nào, cùng bắt đầu thôi. Như thường lệ, đầu tiên thì mình sẽ mở hộp để xem ở bên trong mình sẽ có những phụ kiện gì nha các bạn. Bên trong mình sẽ có một cái hộp nhỏ nè, một que chọc SIM và sách hướng dẫn sử dụng thôi nha các bạn. Mình không có ốp gì dở trong suốt nha, một cái điều rất là đáng tiếc luôn. Và tiếp theo mình sẽ có một miếng siêu nè. Miếng siêu này được dán cho màn hình và mình đã bóc ra rồi. Ở đây thì Xiaomi họ nhấn mạnh 4 cái điểm nổi bật trên cái chiếc Redmi 10C. Đầu tiên là nó sử dụng chip Snapdragon 680. Camera chính có độ phân giải 50MP nè. Camera selfie thì 5MP nè. Và màn hình kích thước lớn 6.71 inch. Viên pin 5000mAh cùng với hỗ trợ sạc nhanh 18W. Tiếp theo là mình sẽ có một củ sạc. Mặc dù chiếc Redmi 10C hỗ trợ sạc nhanh tối đa 18W, tuy nhiên củ sạc nó chỉ có công suất 10W thôi nha các bạn. Và sau cùng là một sợi cáp. Và cáp này là cáp chuẩn USB to Type-C. Rồi, quay lại với chiếc Xiaomi Redmi 10C. Và đây là phần mặt lưng của sản phẩm. Sản phẩm này thì có phần mặt lưng và phần khung viền được hoàn thiện bằng chất liệu nhựa. Và sản phẩm của mình thì nó có màu xanh. Nếu mà soi kỹ thì các bạn sẽ thấy nè, nó có những cái đường vân đây nè, những đường vân màu trắng, nó sẽ xen kẽ nè các bạn, rất là đẹp mắt. Nhìn chung thì thiết kế của nó khi các bạn cầm nắm nó sẽ không có cấn tay, lý do là cái phần mặt lưng nè Xiaomi họ bo cong ở những cái vị trí tiếp xúc với cái bàn tay của mình, do đó cầm nắm nó rất là thoải mái. Ở bên trái phần mặt lưng sẽ là một cụm camera được thiết kế khá to, và theo cảm nhận của mình thì nó cũng khá là đồng điệu và khá là đẹp mắt. Nhìn chung thì mình khá ưng ý với cái phần mặt lưng của Redmi 10C. Và cụm camera này nó chỉ có hai camera thôi nha các bạn. Đầu tiên là camera chính có độ phân giải 50MP và một camera đo độ sâu có độ phân giải 2MP. Đèn flash LED cũng được đặt ở vị trí các ống kính, do đó nhìn nó rất là đồng điệu. Và một cái điểm khác lạ trên cái chiếc Redmi 10C đó chính là cảm biến vân tay cũng được đặt ngay ở vị trí cụm camera, thay vì đặt ngay nút nguồn như là các sản phẩm Redmi Note 11, Note 11 Pro. Tuy nhiên, chính vì đặt ngay cụm camera, do đó sẽ có lúc các bạn sẽ đưa ngón tay nhầm ở vị trí cái ống kính và vô tình nó sẽ làm bẩn và làm mờ đi cái ống kính. Đây là một cái khuyết điểm mà đã tồn tại trên những cái sản phẩm đã sử dụng cái cảm biến vân tay đặt ở cụm camera. Và một cái điểm lạ nữa mình thấy là khi các bạn không có đăng ký vân tay, tuy nhiên nếu các bạn vô tình chạm vào cái cảm biến vân tay thì nó cũng bật màn hình luôn. Do đó đây cũng là cách để các bạn mở nhanh màn hình mà không cần phải sử dụng đến nút nguồn. Tiếp theo sẽ là phần khung viền của Redmi 10C. Ở cạnh phải các bạn sẽ có nút nguồn, nút tăng nhỏ âm lượng. Ở cạnh đỉnh thì sẽ có một sắt cắm tai nghe 3.5mm. Ở bên cạnh trái sẽ là một khay SIM. Và sau cùng cạnh dưới một loa ngoài, một cổng Type-C và một mic. Redmi 10C hỗ trợ một khay SIM gồm có hai khe cắm nano SIM và một khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Và khe cắm thẻ nhớ mở rộng hỗ trợ các bạn nâng cấp thẻ nhớ lên đến mức 1TB. Redmi 10C được trang bị một màn hình có kích thước khá lớn,
6.71 inch và màn hình tấm nền IPS dạng giọt nước. Ở chính giữa các bạn sẽ có một camera selfie có độ phân giải 5 megapixel. Và một cái điểm mình hơi tiếc trên cái màn hình này, mặc dù nó to, tuy nhiên độ phân giải của nó chỉ dừng lại ở mức HD cộng. Nếu mà Xiaomi họ làm luôn độ phân giải Full HD cộng thì rất là tuyệt vời. Nhìn chung thì màn hình cho chất lượng hiển thị cũng khá ổn và tốc độ xử lý của máy cũng khá là mượt. Mình sẽ thử mở một vài thao tác cho các bạn xem nè. Nói chung thì khá là mượt. Một trong những lý do làm cho Redmi 10C hoạt động mượt mà đó chính là nó được trang bị con chip đến từ Qualcomm, con chip Snapdragon 680 8 nhân, và nó được trang bị RAM 4GB cộng với 2GB bộ nhớ trong. Như vậy chúng ta sẽ có tất cả là 6GB RAM. Bộ nhớ trong của nó là 128GB và nó được cài đặt sẵn giao diện tùy chỉnh MIUI 13 cùng với phiên bản Android 11. Một cái điểm gỡ gạc cho phần màn hình đó chính là cái chất lượng loa trên Redmi 10C. Mình sẽ mở các bạn nghe thử. Mặc dù chưa được trang bị loa đơn, tuy nhiên mình thấy chất lượng loa trên Redmi 10C khá ổn. Xét về khả năng chụp ảnh thì Redmi 10C thừa sức đáp ứng được các nhu cầu cơ bản của người dùng, nhất là nhu cầu mà chụp ảnh quay phim để đăng lên mạng xã hội. Ở đây mình có chụp thử một vài tấm ảnh nè, mình mở cho bạn xem. Ok, các bạn zoom lên, các chi tiết nó vẫn hiển thị khá là tốt. Và mình sẽ thử mở ảnh selfie cho các bạn xem nè. Đây mình có chụp vài tấm selfie nè, đó, rất là ngon lành luôn. Đây là ảnh chụp chân dung các bạn, số phông nè. Các bạn thấy cái nền phía sau không? Đó, nó mờ đi nè. Đây là ảnh chụp thường này nha. Đó, đây là ảnh số phông nè. Nhìn chung thì chất lượng ảnh chụp của Redmi 10C mình đánh giá là khá ổn. Tại vì với cái tầm giá này thì các bạn không thể nào mà đòi hỏi chất lượng ảnh chụp phải xuất sắc như những cái dòng điện thoại đắt tiền được. Sau cùng là về pin, Redmi 10C được trang bị một viên pin có dung lượng 5000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 18W. Một cái điểm mình hơi tiếc là nó không hỗ trợ khả năng sạc ngược, do đó các bạn cũng khó lòng sử dụng nó như là một viên pin dự phòng. Và đây là điểm AnTuTu mà mình đã chấm thử. Nó đạt số điểm là 254.724 điểm, một số điểm ở mức vừa. Và nhận dạng thiết bị thì nó chưa nhận dạng chính xác được tên thiết bị. Tuy nhiên về chip thì nó đã nhận dạng được cái mã của Snapdragon 680. Nhìn chung thì mình chỉ không thích chiếc Redmi 10C ở cái điểm là màn hình có độ phân giải Full HD thôi. Ngoài ra thì mình thấy nó khá là tốt. Tuy nhiên các bạn có thể nhín ra một số tiền khoảng 700.000 đồng để các bạn mua Redmi Note 11 nếu các bạn cần màn hình độ phân giải cao hơn và camera có nhiều ống kính hơn, khả năng chụp ảnh tốt hơn. Theo các bạn thì chiếc điện thoại này có đáng mua ở phân khúc giá dưới 5 triệu hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình và các bạn khác cùng biết nha. Video clip của mình đến đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo.